Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi có giới thiệu đến tất cả các bạn những sản phẩm máy cơ của nhà máy Dongfeng Tiền Giang, đồng thời báo đến cho tất cả các bạn một cái tin vui. Từ trước đến giờ thì quá trình đăng kiểm là một quá trình rất chi là nhức nhối và vất vả cho tất cả các bác tài. Có những cái xe mua niên hạn sử dụng 7 năm đã xuống 6 tháng rồi, ăn rồi, chỉ đi đăng kiểm thôi. Thì ngày hôm nay một cái quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra bắt đầu từ ngày 23. Chúng ta có một cái tin vui cực kỳ lớn đến tất cả các bác sử dụng xe tải nói riêng và tất cả các dòng xe nói chung. Thời điểm giờ chúng tôi có rất nhiều các xe của nhà máy Dongfeng Tiền Giang, cái loại máy cơ đời 2017. Như bình thường trước đây thì chúng ta chỉ có đăng kiểm lần đầu là 1 năm, sau đó là xuống 6 tháng luôn, ăn rồi chỉ đi đăng kiểm thôi, rất vất vả mà đăng kiểm lại cực kỳ là khó khăn. Nhưng bây giờ đăng kiểm lần đầu 2 năm và chu kỳ tiếp theo là 1 năm 1 cho đến năm sản xuất, đến năm thứ 20 rồi xuống 6 tháng. Thời điểm giờ là thời điểm mà chúng ta có thể tiếp cận lại những cái dòng máy cơ còn sót lại thời điểm giờ. Thực ra thì giờ còn rất nhiều máy cơ từ 2 chân đến 3 chân, từ 8,5 tấn 4 máy cho đến các loại 6 máy, cầu dầu, cầu láp đầy đủ. Đó. Thời điểm giờ là thời điểm mà chúng ta có thể là chạy được những dòng máy cơ mà không lo cái việc đăng kiểm nữa. Trước đây thì đăng kiểm của Việt Nam mình nó là một cái mà rất chi là nhức nhối. Có những bác tài đi đăng kiểm đến 4-5 lần quay đầu lại và mất đến cả tuần rồi. Thì ngày nay xe mới chúng ta không phải đến xếp hàng để đăng kiểm nữa, mà chỉ việc mang giấy tờ đến là đăng kiểm có thể cấp cho đăng kiểm và chúng ta nộp phí đường bộ. Đó. Tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn cái dòng máy cơ của nhà máy ô tô Trường Giang. Và thời điểm giờ là thời điểm chúng ta rất thích hợp mua máy cơ. Máy cơ thì các bạn biết rồi đấy ạ, dễ sửa chữa, phụ tùng rất nhiều, rất khỏe, rất bền, không như cái máy điện. Máy cơ thì bao giờ cũng rất nhiều ưu điểm hơn so với cả máy điện thời điểm giờ. Trường Giang thì chúng ta cùng nhau điểm lại những một vài sản phẩm của máy Trường Giang chúng ta có. Ở đây chúng ta đầu tiên 7,7 tấn 1 cầu phao của nhà máy Dongfeng Tiền Giang. Con này là cầu dầu nhá, cầu dầu ạ. 6 máy á, máy 132 kW, lốp 1001, cầu dầu, thùng nguyên bản 6,5 khối. Trường Giang 7,7 tấn. Bên cạnh nó là 8,1 tấn. 8,1 tấn của nhà máy Dongfeng Trường Giang thì là cái dòng sản phẩm 6 máy dùng cái loại cabin của Dongfeng, nhưng nó là cầu láp. Và thùng nguyên bản thì cũng đâu đó khoảng độ hơn 6 khối. 8,1 tấn. Lốp cũng là lốp 1001. Bên cạnh nó thì có 4 máy phao 8,75 tấn, cũng cầu láp. Con này thì nguyên bản thùng của nó được 7 khối, 4 máy, dùng cabin của phao và động cơ của phao luôn. Đó. Bên cạnh nó, cái loại này cũng là cái loại 4 máy cầu láp nhưng tải là 8,5 tấn. Con 8,5 tấn này và con 8,1 tấn thì sử dụng chung cái mẫu cabin. Đó. Cái 8,5 tấn này ấy, thì nó được sử dụng cabin của Dongfeng và cái thùng của nó được 7 khối. Cái con này là cái thùng nó dài nhất trong phân khúc này. Con này thùng nó dài được 4,48 m này, vì thế là các đăng nó sẽ có 2 đốt, không giống như cái loại mà thùng chỉ hơn 4 m một chút, 4,13 m hay 4,15 m. Loại này thùng nó chỉ được cũng khoảng như con này, nhưng cái thành thùng nó cao hơn. Con này thì thùng nó dài hơn, dài nhất trong phân khúc 8,5 tấn. Tiếp theo là vẫn là 7,7 tấn phao của nhà máy ô tô Trường Giang, vẫn là động cơ phao 6 máy cầu dầu. Trường Giang thì có rất nhiều màu, các bạn có thể nhìn ở đây chúng tôi có gần như đầy đủ các màu đặc trưng của nhà máy ô tô Trường Giang: vàng, xanh bộ đội, xanh tím, xanh lá. Đó. Vẫn là 7,7 tấn của nhà máy ô tô Trường Giang phao. Con này thì là khác với cả con 8,75 tấn một chút. 8,75 thì nó sử dụng chung cái mẫu cabin phao này, nhưng nó là 4 máy, máy nhỏ hơn, máy có 118 thôi. Con này 6 máy, 132 kW và con này là cầu dầu và ben đầu. 8,75 chỉ ben bụng thôi, dòng này ben đầu. Tiếp theo vẫn là con một cái sản phẩm của Trường Giang, các bạn có thể nhìn thấy cái loại cabin này là cabin mặt quỷ giống của TMT. Cabin mặt quỷ này ấy, thì Trường Giang nó có 2 phân khúc. Thứ nhất là cái dòng 4 máy tải 8,4 tấn cầu láp, và có một cái dòng nữa dòng 7,8 tấn cũng sử dụng cabin này, 6 máy 132 kW nhưng là cầu dầu. Đó. Gần như là một chiếc xe nào của Trường Giang nó cũng có hai cái phân khúc 4 máy và 6 máy, cầu láp và cầu dầu, để các bạn có thể lựa chọn. Đây, đây là 7,8 tấn đây. Con này sử dụng cabin chung với con 8,4 bên cạnh, nhưng nó là cái dòng 6 máy. Dòng 6 máy và cầu dầu. Thùng nguyên bản của bọn này thì cũng phải hơn 6 khối thôi. Còn con 8,4 này mới là thùng ở 7 khối này. Còn con 7,8 cầu dầu này thì thùng nó đâu đó thì hơn 6 khối đó. Và ba chân. Ba chân của Trường Giang thời điểm giờ vẫn còn hai loại để các bạn lựa chọn nhá. Cũng là một của phao và một của Đông Phong. Con này là ba chân của phao. Tải 13,3 tấn, máy 240, và chúng tôi có một cái dòng nữa, là cabin của Đông Phong cũng là tải 13,3 tấn, thùng nguyên bản 11 khối. Và loại ba chân này đều là sử dụng cầu láp, từ của phao hay của Đông Phong đều dùng cái cầu láp. Nếu như trước đây các bạn lo lắng về cái việc mà đăng kiểm khó, thời hạn đăng kiểm, chu kỳ đăng kiểm rất chi là ngắn, chỉ từ 6 tháng thì đến nay theo thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các dòng máy cơ mà đời cũ. Nói đời cũ thôi, nhưng mà khi giao xe đến khách hàng thì nhà máy ô tô Trường Giang cũng như đại lý chúng tôi đều qua tất cả các khâu KCS để làm sao khách hàng nhận xe để có những cái sản phẩm nó gần như là hoàn hảo nhất. Những xe mới đến tay khách hàng thì đã được đến KCS đến 99%. Không còn dấu hiệu của thời gian. Các bạn muốn tư vấn thêm về đăng kiểm, muốn tư vấn thêm về xe, muốn hỏi về giá hay là bất cứ một cái gì thắc mắc về xe, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đến tất cả các bạn 24/7. Cảm ơn tất cả các bạn.